Và bây giờ, một bức tranh âm nhạc toàn cảnh về con người và vẻ đẹp của núi rừng Chiêm Hóa, cùng những nét văn hóa tương còn rất đặc sắc nơi đây. Với cảm xúc của mình, nhạc sĩ Tân Điều viết nên ca khúc Một Ngày Em Lên Chiêm Hóa, được thể hiện qua giọng ca của bác sĩ Đức Sơn và Tô Hồ Vũ Hoạ. Xưa như vẫn còn đây, tiếng ơi là cô em gái đời.